Bạn có những ước mơ cho riêng mình chứ? Nếu chưa có thì hãy viết ra những ước mơ, hay chỉ đơn giản là những điều mình mong muốn đạt được trong tương lai. Một khi có những mong muốn ấy sẽ giúp ta có thêm động lực tiến về phía trước và hoàn thành mục tiêu. Mỗi khi vấp ngã hay gặp chướng ngại khó khăn, ta sẽ nhìn vào những ước mong ấy để có thể mạnh mẽ vượt qua. Thế nên, mỗi việc mình làm, hãy xác định mình làm vì điều gì, vì lý do gì. Nhưng nếu chỉ có ước mơ mà không hành động, thì nó mãi là ước mơ mà không bao giờ trở thành sự thật. Chúc cho chúng ta sẽ có những động lực mạnh mẽ để sớm đạt được những gì mình đặt ra nhé.